Chẳng gì đó. Mình thấy rồi. Hôm nay thì đến giờ học ra rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn và tìm hiểu luôn cái bài vẽ. Thì trong quá trình học thì các bạn khi mà các bạn có ý kiến, có câu hỏi nào thì các bạn bật mic lên, và nếu không thì các bạn có thể tắt mic giúp thầy giáo được, để cho không bị ảnh hưởng tiếng ồn đến lớp học. Rồi ạ. Rồi, chúng ta vừa có thêm các bạn khác tham gia vào cùng nữa. Thì đấy là bạn Nguyễn Thanh Huyền và bạn Nicky Nguyễn. Thì các bạn vào sau, các bạn vui lòng ổn định lại cái mic cũng như là cái camera của mình, và check lại xem, giúp thầy giáo xem là các bạn có nhìn thấy cái màn hình chia sẻ trên bài của chúng ta không. Thì sau khi các bạn đã kiểm tra lại được rồi thì các bạn có thể là tắt tạm thời cái mic của mình đi, đúng không ạ? Sau này khi mà chúng ta có câu hỏi nào và có thắc mắc gì thì chúng ta hãy bật mic lên xong. Và ở trong buổi học này, trong khóa học này thì mình xin tự giới thiệu, mình là Cường, mình sẽ là giảng viên hướng dẫn các bạn trong khóa học vẽ mẫu nước căn bản này. Thì để bắt đầu được buổi học ngày hôm nay thì các bạn vui lòng lấy các họa cụ mà các bạn đã được phát hoặc là chuẩn bị từ trước ra. Thì với thầy giáo thì bao gồm là giấy này, bút này, đúng không ạ? Giấy này, bút và màu vẽ này. Ngoài ra thì còn có palette vẽ, đúng không ạ? Palette vẽ đây. Và thêm một cái cốc nước nữa. Dù như ở nhà mà mình có không có cái cốc nào thì mình có thể sử dụng cái đáy chai, đúng không? Đáy chai nước lít rưỡi hoặc chai gì đấy, chai coca cũng được. Mà chúng ta cắt ra và chúng ta đựng nước ở đây để chúng ta có thể pha màu và rửa bút trong quá trình học. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chuẩn bị giúp thầy giáo thêm một chút nữa, đấy là giấy, đúng không ạ? Giấy thấm, giấy lon, bất cứ loại giấy nào có khả năng thấm hút cao thì các bạn chuẩn bị ra trước giúp thầy giáo. Để bắt đầu vào học cái bài này thì các bạn lưu ý với thầy giáo, đấy là chúng ta sử dụng cái loại giấy vẽ màu nước là loại giấy dày, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng loại giấy dày giống như loại giấy chúng ta đã được phát. Với loại giấy này thì các bạn có thể dán lên bất cứ một cái bề mặt nào đó để các bạn cố định nó và các bạn vẽ lên. Thì như ở đây, ở đây mình có mặt bàn, bàn kính các bạn, thì nó cũng khá là phù hợp, và nó là một bề mặt phẳng và được nó được sạch sẽ một chút thì chúng ta có thể dán lên trực tiếp trên cái bảng này. Nhưng mà dán theo cách nào? Thì đầu tiên là chúng ta học cái cách dán
cách bồi giấy và dán giấy lên trên bề mặt trước. Các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ phải sử dụng cái bút khá là to hoặc là một cái chổi quét nước khá là to này. Chúng ta làm ướt toàn bộ bề mặt giấy cho thầy giáo nhé. Chúng ta cùng làm với thầy giáo nhé. Đấy là làm ướt toàn bộ một bề mặt của giấy thôi. Chúng ta nhìn nghiêng xem là toàn bộ bề mặt giấy đã được phủ ướt chưa? Em có bị sót chỗ nào không? Sau khi mà mình nhìn nghiêng mà thấy là toàn bộ bề mặt giấy kể cả những cái mép phía bên viền bên ngoài nhé, mép viền phía bên ngoài là rất quan trọng, ta làm rất toàn bộ. Đúng không? Và chúng ta thấy là giấy nó bắt đầu nở ra, bắt đầu cong vênh lên đúng không? Sau khi giấy đã bắt đầu nở ra và cong vênh lên rồi thì chúng ta sẽ lật ngược giấy như này lại. Lật ngược giấy lại và để cái bề mặt khô lên trên. Sau khi đã làm ướt được toàn bộ và lật ngược lại, chúng ta đợi khoảng 30 giây đúng không ạ? Xin cho thầy giáo hỏi là bạn có nên là phanh đây, bạn tên là gì nhỉ? Bạn có ý kiến gì nhỉ? Mời bạn phát biểu ý kiến ạ. Phương Anh đây đúng không ạ? Bạn có thể bật mic lên và nói check thử mic của mình đúng không ạ? Alo. Ồ, bạn có phải tên là bạn Phương Anh không? Dạ đúng rồi thầy. À rồi, cảm ơn. Thế Phương Anh chuẩn bị đồ đã xong chưa? Đã dán giấy được vào chưa? Dán giấy, dán cái băng keo qua cái viền đó hả? Đúng rồi. Sau khi mình đã làm ướt, hoặc là phủ ướt toàn bộ giấy rồi, mình đặt được lại này. Và bây giờ mình sẽ dán cái băng keo, dán cái băng dính giấy, dán băng dính giấy ra 4 mét của giấy này. Các bạn tiếp tục nhé, chúng ta dán 4 cạnh của giấy này. Trong quá trình học thì các bạn có thể phát biểu tự do, miễn sao là đưa tay trước hoặc là có chat trước và các bạn có quyền ý kiến về buổi học. Các bạn có thể yêu cầu đổi giáo viên, ví dụ như các bạn không thích mình thì các bạn có thể yêu cầu là đổi sang giáo viên khác,
ví dụ như là các bạn không thích giáo viên nam dạy thì các bạn có thể yêu cầu đổi sang giáo viên nữ dạy. Sau khi chúng ta đã dán xong cái cố định bốn mặt giấy rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng là chia đôi, dán băng dính này chia đôi bề ngang của tờ giấy A4 này mình ra. Sau đấy chúng ta chia đôi tiếp cái phần bên trên. Chia đôi tiếp bề ngang ra. Chia đôi tiếp một lần nữa này. Chia đôi tiếp phần ở phía bên trên nhé. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Chia đôi tiếp phần phía bên trên một lần nữa. Và chia đôi tiếp một lần cuối cùng. Chúng ta được 8 ô hình chữ nhật ở phía bên trên rồi. Và bạn nào đã xong rồi đúng không ạ? Thì các bạn có thể là chuẩn bị màu ra giúp thầy giáo đây. Ở đây thầy giáo có một bộ màu này. Tuy nhiên nếu như màu của bạn là có là bộ màu dạng tuyết đúng không ạ, thì các bạn có thể lấy giúp thầy giáo ra các màu sau này. Các bạn nhìn lên trên này, bạn lấy giúp thầy giáo ra các màu sau, lấy chúng ta lấy một chút thôi, lấy bóp màu ra bằng một hạt đỗ thôi. Đây chính là màu vàng này, màu đỏ này, được chưa? Và màu xanh này, xanh thứ ba là xanh biển này, xanh thứ màu thứ tư là màu xanh lá cây này, và màu tím này, đó. Màu tím này, nhớ là màu tím nhá. Đó, tạm thời các bạn lấy giúp mình ra các màu như vậy đã. Và nếu như bạn nào tiện thì có thể lấy trước luôn cả cái màu nâu nhé, màu nâu tối nhé. Bạn nhanh chóng thực hiện cái thao tác này và thực hiện nó xong trong vòng 1-2 phút nữa được không ạ? Màu vàng, màu da, màu xanh biển, màu gì nữa thầy? Mình nhắc lại nhé. Đây là màu vàng này, màu đỏ này, đúng không ạ? Màu xanh biển này, màu xanh lá cây này, xanh biển, xanh lá cây này, đúng không ạ? Và màu tím này. Lấy ít hay nhiều thầy? Lấy ít thôi bạn ạ. Mình bật thêm điện này.
Bạn đã lấy xong hết chưa? Chúng ta mặc định là xong rồi nhé. Và chúng ta theo dõi thầy giáo hướng dẫn này. Đầu tiên là về các loại bút ở trên đây chúng ta có để vẽ màu nước này. Vẽ màu bút vẽ màu màu nước thì sẽ có rất nhiều loại bút đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó sẽ có các cái loại bút cơ bản. Các bạn nào đã từng tìm hiểu xem là màu nước có bao nhiêu loại đầu bút chưa? Hoặc là các bạn nào đã từng vẽ một chất liệu màu nào đó ở trong lớp mình chưa? Rồi ok. Thế thì chị Yến có ý kiến gì không ạ? Dạ, em có ý kiến là chưa biết nên thầy giới thiệu tổng thể luôn được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Mời bạn Hà Vũ Giang Ngân Giang ạ. Thầy nói ngoài phần chuẩn bị màu không? Con đang chuẩn bị màu á? Vâng. Ok, thế thì bạn cứ lấy màu ra nhé. Thì trong lúc lấy màu ra thì thầy giáo sẽ nói sơ qua cho các bạn ở trong lớp biết về một số loại cọ này. Thì đầu tiên các bạn nhìn thấy ở trên cái ảnh mà thầy giáo đang chia sẻ này. Đầu tiên ở trên cùng là loại cọ round đúng không ạ? Cọ đầu tròn. Cọ đầu tròn và bên cạnh là cọ móp. Đó. Thì hai cái loại này là loại khá cơ bản. Thì ví dụ như cọ đầu tròn ở trên này chúng ta có thể sử dụng những cái vẽ những cái nét nó vừa hơi bầu một chút và vừa hơi nhọn một chút đúng không ạ? Nhọn ở đầu và có cái phần bầu bút nó được tròn này. Đó. Tiếp theo là loại cọ móp này. Cọ móp các bạn thấy là loại cọ móp này thì nó chính là loại cọ như này. Tức là nó vừa có cái bầu hình tròn và cái đầu bút nó lại hơi bẹt bẹt một chút khi chúng ta vẽ ra. Đúng không ạ? Giống như cái vệt vệt bút mà ở trên này nó có đúng không? Thì ở đây thầy giáo sẽ thử đi một hai nét với loại cọ mà thầy giáo có ở đây luôn. Ví dụ như loại cọ móp này thì các bạn có thể thấy đó, cái vệt bút vẽ ra nó bị tù và nhưng mà nó vẫn hơi bầu bầu hơi tròn một chút. Còn ví dụ như loại cọ round là đầu tròn và hơi nhọn này thì thầy giáo vẽ một nét ra cái đầu nó hơi nhọn và cái bầu bút nó hơi tròn. Chúng ta nhìn cái chúng ta nhận ra luôn. Đúng không ạ? Tiếp theo khác là ví dụ như cọ design. Cọ design là cái cọ mà dạng nhọn, hơi nhọn và dài. Đúng không ạ? Để phục vụ cho cái việc là có thể là vẽ những cái đầu bút mà nó hoặc là những cái nét
vẽ mà nó dài và nó nhọn nhọn một chút. Thì mình vẽ màu khác thì dễ nhìn. Đây, ví dụ như họ này. Đó. Tiếp theo nữa thì là cọ wax brush, tức là cọ. Cọ này là cái loại cọ mà chuyên để vẽ những nét to bạc và giúp chúng ta nhanh chóng phủ một cái mảng màu to, ví dụ như là vẽ nền hoặc là vẽ phủ trước một lớp ở dưới chẳng hạn. Chúng ta có thể sử dụng loại cọ này. Tiếp theo là loại cọ Rigger này. Rigger là loại cọ bé. Loại cọ bé và đầu hơi nhọn này. Chúng ta có thể thấy cái nét bút của cọ Rigger ở trên đây thì giá có như này. Nó sẽ tạo ra nét hơi nhọn nhọn và nó không có quá to ở phần đầu bầu bút, đúng không ạ? Tiếp theo, ví dụ như cái loại cọ đây người ta đặt tên là cọ One Choke, đúng không ạ? Thì bản thân cái tên nó đã cho chúng ta thấy là cái loại cọ này để phục vụ vẽ những cái nét nó to bản, đúng không? Vẽ nét to bản một nét là gần như là đi hết luôn cả cái đường, cả cái mảng đó. Tiếp theo như là cọ phen, đúng không? Cọ phen hay còn gọi là cọ xẻ quạt, đúng không? Cọ phen, cọ xẻ quạt thì giúp chúng ta vẽ lên những cái dạng brush như là những cái đầu hình lá cây hoặc là vẽ những cái đám cỏ, đúng không? Thì chúng ta sử dụng loại cọ như này. Tiếp theo nữa thì có rất nhiều loại cọ khác, nhưng mà đa phần thì nó sẽ chia ra làm những cái dạng như là cọ đầu tròn, đúng không? Cọ đầu tròn. Đầu tròn, tròn ít và tròn nhiều, nó chỉ khác nhau là tròn ít hay là tròn nhiều, và nhọn ít hay là nhọn nhiều thôi. Ví dụ như hai cái loại cọ này. Và những cái loại cọ còn lại, ví dụ như là cọ bẹt. Đúng không? Cọ bẹt thì ở đây có chia ra làm các loại cọ như là cọ bẹt vuông, đúng không? Hay là cọ bẹt tròn. Đây, ví dụ như đây chẳng hạn, vẫn là bẹt nhưng bẹt to hơn. Hoặc là cọ bẹt nhưng mà được cắt vát cái đầu đi. Được cắt vát cái đầu đi. Về loại cọ được cắt vát ở phần đầu thì còn có cả vát ít hoặc là vát nhiều. Ví dụ như là bộ Fibonacci chẳng hạn, thì nó sẽ có cả chục cái đầu cọ được cắt vát theo các cỡ như vậy. Rồi ở đây thì chúng ta học sơ qua và chúng ta tìm hiểu qua những loại đầu cọ như vậy thôi. Thì chúng ta có thể hiểu được là nó sẽ có những loại đầu cọ cơ bản như là cọ tròn, đúng không? Cọ tròn này, cọ bẹt này, hoặc là cọ xẻ quạt chẳng hạn. Ngoài ra thì thầy giáo cũng xin hướng dẫn thêm với cả cái chúng ta một loại đầu cọ khác nữa, ví dụ như là cọ cọ tỉa, đúng không? Cọ tỉa của Trung Quốc. Cọ này là cọ bút lông của Trung Quốc này. Thì chúng ta cũng thường hay sử dụng ở trong vẽ màu nước. Ở đây như các bạn thấy là đầu cọ này, đầu cọ tỉa này sẽ vẽ được ra cái nét rất là bé, đúng không? Nét rất là bé, rất là mảnh. Còn ví dụ như để sau khi chúng ta đã biết được các cái đầu cọ này rồi, chúng ta có thể tìm hiểu xem là cách nào để các bạn lấy màu ra và pha nó với cả nước ở trên palette của mình. Thì ở đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn này. Đa số màu ở đây chúng ta là đang ở dạng rắn, đúng không ạ? Dạng rắn. Bây giờ chúng ta lấy bút này, lấy bút nhúng vào bát nước này,
là chúng ta chấm vào màu ở đây này. Nếu như chúng ta muốn lấy ít màu thì chúng ta chấm nhẹ thôi. Đó, chúng ta sau đấy thì chúng ta chấm ra cái ô nhỏ tròn này, đúng không ạ? Và pha nhuyễn với cả nước nó ra. Ví dụ như mình đã pha nó ở một cái mức độ loãng vừa phải như này, thì khi mình vẽ ra, đúng không ạ? Khi mình vẽ nét nó ra thì nó ở một cái độ đậm vừa phải như này. Độ đậm vừa phải như này. Nhưng nếu như mình muốn nó loãng hơn, đúng không ạ? Mình muốn nó loãng hơn và cái nét nó nhạt hơn, thì chúng ta có thể pha cái màu này với cả nhiều nước hơn nữa. Và chúng ta thấy ở trên đây là thầy giáo vẽ ra cái nét nó đã nhạt hơn rất là nhiều rồi. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy nét trên này và cái nét dưới này, độ đậm nhạt nó khác nhau rất là nhiều. Thế thì cái kết luận khi chúng ta pha màu thì chính là muốn vẽ nét đậm thì chúng ta phải pha màu nó đặc lên. Còn nếu như muốn vẽ nét nhạt thì chúng ta hãy pha màu nó loãng ra. Và bây giờ các bạn có thể dành khoảng 2 phút để các bạn tập pha một hai màu nào đó và chúng ta tập vẽ một vài những cái nét trên đây. Và thử vẽ những cái nét mảnh nhất có thể. Xem là chúng ta vẽ kiểm soát cái đầu bút của mình nó đến đâu. Bạn luyện tập đi ạ. Và chúng ta nhớ là chúng ta chỉ được thử cái đấy ở trong một cái ô hình chữ nhật như này thôi nhé. Các bạn đã xong phần này chưa? Luôn là trong cái phần ô đấy hả thầy? Đúng rồi, mình chỉ cần tô ở trong cái ô đấy thôi. Chúng ta chỉ thử ở trong ô đấy thôi.
Cái phần này cũng khá là dễ nên là mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo luôn các bạn nhé. Bạn nào mà muốn thử thêm thì các bạn có thể dành thời gian khác chúng ta ngồi chúng ta tìm hiểu về các loại cọ, các cách pha màu và luyện nét thêm sau. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang phần tiếp theo này. Chuyển sang phần tiếp theo chính là tô màu. Tô màu thì như các bạn biết đấy là bất cứ một cái chất liệu nào, chất liệu vẽ nào đúng không ạ, chúng ta vẽ lên đều là phủ màu lên trên bề mặt một cái mảng nào đó, thì ví dụ màu nước ở đây như vậy. Chúng ta cùng tập thử tô màu lên trên một cái ô đúng không ạ, nhưng mà làm như nào để cho cái ô màu này nó chuyển được cái sắc độ từ đậm đến nhạt. Ví dụ như ở đây mình sẽ pha sẵn một cái màu đỏ này, pha hơi loãng ra trước, một ít giấy thấm ở phía bên cạnh, từ đó mình sẽ gập gọn nó vào và đặt phía bên cạnh. Mình lấy màu đặt bút từ trên xuống này, nhớ là mình sẽ đưa qua đưa lại một chút này đến tầm giữa ô này thôi, thì mình dừng lại, mình rửa bút đi này, tấm bớt nước ở cái đầu bút này đi, sau đấy vẽ tiếp vào, ngay tiếp vào trong lúc cái màu này chưa kịp khô hẳn này. Đúng không? Đó, dây xuống phía dưới này thì khi mà chúng ta nghiêng bút này và bút nó có rất là ít màu thôi thì cái màu chúng ta vẽ xuống dưới nó sẽ nhạt dần đây. Các bạn thấy chưa? Cái màu chúng ta vẽ xuống dưới nó sẽ nhạt dần. Và còn ở phía bên trên thì nếu chúng ta muốn cho cái phần phía bên trên nó đậm hơn, chúng ta có thể pha một cái màu đỏ nó đặc hơn. Bạn nhớ lại cái kiến thức lúc nãy đúng không ạ? Đấy là muốn vẽ màu nó đậm hơn thì chúng ta pha màu nó đặc hơn với cả nước. Được chưa? Rửa sạch bút in, lấy một chút màu, một chút màu nhạt vẽ vào, nối tiếp này. Đúng không? Đặt bút nhẹ nhẹ, lướt nhẹ nhẹ lên trên bề mặt thôi. Và thế là chúng ta có được cái một cái ô màu chuyển sắc, chuyển gradient với một màu. Các bạn hãy cùng thực hiện. Và chúng ta có 5 phút để thực hiện cái kỹ năng này.
Bạn thực hiện xong chưa ạ? Xong quá trình làm thì mình có gì thắc mắc không ạ? Mời bạn Yến Hoàng, đã thực hiện xong chưa? Đã xong rồi thầy. Ok, mời bạn Hà Vũ Ngân Giang. Con xong rồi thầy. Rồi, cảm ơn bạn. Mời bạn Phương Anh. Phương Anh đã xong chưa? Dạ xong rồi. Ok, mời bạn Nick Kinh Nguyễn nào. Anh Kinh Nguyễn xong chưa? Xong rồi mà nó sao sao thầy ơi. Sao à? Ok, mời bạn Nick Kinh Nguyễn và các bạn chụp ảnh lại và gửi lại qua Zalo cho thầy giáo xem, là các bạn đã làm chuẩn chưa nhé. Bạn Nguyễn Huyền thực hiện xong chưa? Bạn Nguyễn Huyền đã thực hiện xong chưa? Thầy ơi xong rồi ạ. Ok, cảm ơn bạn. Các bạn có thể chụp ảnh và gửi lại bài cái mình vừa làm ở trong nhóm nhé. Các bạn Nguyễn Thanh Huyền, là khá là ok rồi này. Nhưng tuy nhiên thì cái phần ở màu đỏ đúng không ạ? Phần màu đỏ ở trên đỏ đậm và đỏ nhạt nó hơi đang bị giật cục ở đây. Đúng không ạ? Mình sử dụng cái bút có một ít màu thôi và quét đi quét lại ở phần giữa hai cái ranh giới này nhé, giữa cái ranh giới hai màu đậm nhạt này để cho nó êm hơn. Và các bạn nhớ là chúng ta cố gắng là vẽ làm sao cho nó hết được cả ô màu này, vẽ hết được cả ô màu này, chứ không có bớt chừa lại một chút cái chỗ màu trắng ngoài làm gì cả. Bạn rõ chưa? Chúng ta sửa lại. Những bạn khác thì sao ạ? Lên bạn nào. Ngân Phạm. Lại, bạn Ngân Phạm ở đây thì bạn đang vẽ hơi bị nhiều nét đứt quá. Ngân Phạm ơi. Bạn Nguyễn Huyền có thể tắt mic đi với mình được. Bạn Ngân Phạm chỉ là hãy sử dụng cái bút có một chút màu xanh này và quét đi quét lại, trà đi trà lại một nhẹ nhẹ thôi. Trà sang này, trà sang bên kia, trà sang này, trà sang bên kia, dần dần cho xuống để cho cái màu nó êm hơn, nó không có bị lộ cái nét ra nữa. Được chưa? Cảm ơn bạn nhé. Nhi Nhi là Nicky Nguyễn đúng không? Dạ. Tại vì bạn cái dễ dàng em order chưa có về nên là mai từ tuần sau em mới có cái dễ dàng. Em gửi lúc em kể. À thế à? Đồ của mình vẫn chưa về à? Dạ. Mình lấy đồ ở đâu? Em ở nước ngoài á nên em order ở bên chứ em không có lấy từ chỗ. Ok, mình hiểu rồi. Cảm ơn bạn nhé. Thế thì ở trong cái này ấy, mình cố gắng là pha cái màu á. Khi mình pha cái màu thì mình cố gắng là pha nó nhiều nước hơn một chút nữa này. Pha nhiều nước hơn một chút nữa và xuống dụng phần phía dưới này, mình chỉ cần vẽ đến nửa ô màu này thôi, xong đến phần xuống phần phía dưới này là mình rửa sạch bút đi này, mình rửa sạch bút đi xong rồi mình mới quét rồi mới quét đi quét lại và kéo cái màu ở phía bên trên xuống bên dưới để cho nó nhạt dần ra, chứ không lấy màu vẽ thêm ở nửa bên dưới nữa, hiểu chưa? Thì bạn có thể thực hiện thêm một cái ô nữa để xem như thế nào. Và
các bạn khác cũng có thể là sửa lại cho nó mượt hơn, bởi vì kỹ năng này cũng khá là quan trọng. Bạn Hoàng Yến, bạn Hoàng Yến vẽ cũng màu cũng khá là êm rồi, nhưng tuy nhiên thì mình cố gắng là trả cái khi mình vẽ một cái ô màu nào đấy thì mình vẽ nó nhẹ nhẹ thôi để không có bị cầy vào cái phần giấy ấy, để giấy nó không có bị phần phùi lên, thế sẽ làm hỏng mất cái bề mặt của giấy. Và ngoài ra thì mình có thể là pha thêm cái màu đỏ và nó đặc hơn, nó đậm hơn, mình vẽ lên trên một chút nhé. Ok các bạn sửa chưa? Vũ Ngân Giang có thể gửi lại bài cho thầy giáo xem. Con chưa xong. Con vừa tốt. Ok, còn cái bài của Phương Anh cũng khá là ok nhé. Thì anh vẽ màu cũng khá là êm rồi, hơi giật cục một chút, nhưng mà mình có thể là dùng bút ướt ấy. Mình có thể dùng bút hơi ẩm thôi, có thêm một chút màu đỏ nữa thì tốt, đỏ nhạt thì tốt nhé, quét vào giữa những cái phần đậm và nhạt, giữa hai cái phần đậm và nhạt ra dây một chút, đây một chút rồi mình đi dưới cho cái màu chạy được êm hơn nữa. Dạ. Nên chúng ta sửa trong một phút nữa thôi nhé. Chúng ta chuyển sang cái thứ hai. Để có vẻ như là mình đang dạy hơi hướng dẫn các bạn hơi chậm. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang cái thứ hai. Tiếp theo là cái gradient ở trên một ô màu, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không vẽ chuyển màu với một màu nữa, bây giờ chúng ta vẽ chuyển sắc màu với hai màu, đúng không ạ? Thì ví dụ như đây là mình sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Các bạn cũng có thể chuyển sắc độ từ màu nọ sang màu kia, như từ màu vàng sang màu đỏ, hoặc từ màu vàng sang màu cam, hoặc từ màu vàng sang màu xanh, hoặc là từ màu xanh sang màu tím, đúng không? Nhưng mà chúng ta không nên chuyển từ màu vàng sang màu tím, vì hai màu đấy nó là hai màu hơi đối lập nhau một chút. Về mình sẽ pha cái màu đỏ thì sẽ pha cái màu đỏ nó hơi nhạt một chút này, và cũng vẽ nó từ phía bên trên xuống và đến giữa thôi, được không ạ? Cái đấy pha màu đỏ nó đặc hơn, đậm hơn. Dây nó nhẹ nhẹ này, bên dưới này. Sau đấy rửa sạch bút đi hoặc sử dụng một cái bút khác, và pha cái màu mình muốn chuyển sang. Ví dụ như đây mình muốn là chuyển sang màu xanh xanh biển, mình cũng pha cái màu xanh biển hơi loãng ra, và vẽ ngược lại từ dưới lên đến giữa thì mình hơi quét nhẹ nhẹ thôi, hơi quét nhẹ nhẹ thôi để cho hai cái màu này loang rồi nhé. Vì lý do ở giữa nó hơi nhẹ nhẹ và nó bị giật cục, nó không có được chuyển êm giữa hai màu với nhau. Như vậy là mình sẽ sử dụng một chút
cái màu đỏ, ngọn đỏ nhạt, mình quét nhẹ nhẹ vào giữa hai cái phần màu. Thì đã chuyển bắt đầu êm rồi, tuy nhiên thì muốn cho nó êm hơn thì mình sẽ pha thêm cái màu đỏ nó đặc cho một tí nữa, nhiều hơn và vẽ từ trên xuống này. Anh rửa sạch bút đi và lấy sang màu xanh tiết này. Ngay nhẹ nhẹ ở đoạn giữa này, để cho hai cái màu này nó được nhòe vào với nhau. Bạn nhớ là vẽ làm sao cho nó thật là nhẹ nhàng thôi, vẽ nó thật là nhẹ nhàng và hơi nghiêng cái bút ra một chút, đúng không ạ, để cho cái màu này nó loang nhẹ vào nhá. Và chúng ta thấy là nó êm êm rồi, và khi chuyển sắc độ êm êm như này ở giữa hai màu nó tạo ra cái màu thứ ba, đấy là màu màu tím này. Vậy là chúng ta đã thành công. Chúng ta cùng thực hiện nhé, cùng thực hiện trong 3 phút nữa. Bạn ơi, các bạn đã thực hiện xong chưa? Có bạn nào chưa xong không ạ? Đây, gửi lại cái ảnh của mình nhé. Các bạn xem nhé.
Ở đây có mình có nhận được bài của bạn Thanh Huyền đúng không ạ? Thì bạn Thanh Huyền quý là bạn có thể vẽ thêm cho thầy giáo một chút cái màu đỏ từ phía bên trên xuống đó. Vẽ màu đỏ từ phía bên trên xuống đè lên cái phần màu tím ở giữa này để cho nó chuyển từ đỏ sang tím, từ đỏ sang xanh được êm một tí. Vâng ạ. Bạn Hoàng Yến ạ, Hoàng Yến đang chọn cái chuyển sắc độ giữa màu xanh lá cây và màu đỏ. Thì thực ra hai cái màu này nó là nằm trong các cái cặp màu mà đối lập nhau, các cặp màu bổ túc cho nhau. Chính vì vậy mà nó sẽ không hòa được vào với nhau. Mà chúng ta chỉ có thể đặt hai màu này cạnh ở nhau thôi chứ nó không hòa quyện vào nhau. Bạn hiểu chưa ạ? Chính vì vậy mà bạn có thể thử sang một cái ô khác với những màu khác, ví dụ như là từ vàng chuyển sang đỏ hoặc là từ xanh lá cây chuyển sang vàng thì là được nhé. Tức ở giữa này nó còn thiếu một chút cái màu vàng nữa, chính vì vậy mà nó sẽ bị đen màu, nó bị xỉn màu, bẩn màu ở đây. Mình đổi sang màu khác, thực hiện nhanh lại nhé. Hà Vũ Ngân Giang đúng không ạ? Hà Vũ Ngân Giang chọn chuyển màu giữa màu vàng sang màu xanh biển, ok. Tuy nhiên thì nó đang hơi bị giật cục ở đây. Và Hà Vũ Ngân Giang vẽ giúp lại giúp thầy giáo là cái màu vàng đậm hơn. Màu vàng đậm hơn và quét lại. Và màu vàng đấy phải đè lên cả một phần. Đè lên một phần đến đoạn này của phần màu xanh dương này. Hà Vũ Ngân Giang nhớ nhé, nhìn lên đây nhé. Vẽ màu vàng từ dưới hắt lên lên trên màu đoạn này của màu xanh dương này và nhẹ nhẹ quét nó nhẹ dần lên. Nguyễn Phương Anh cũng như vậy. Nguyễn Phương Anh cũng đang chuyển màu giữa màu nâu và màu xanh nước biển. Thì thực ra hai màu này nó cũng hơi đối lập nhau đúng không ạ? Thì tại vì nó một cái là một gốc, cái là gốc vàng đỏ đen, một cái nó là gốc màu xanh, nó sẽ hơi đối lập nhau. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là đối với nhau hẳn, chính vì vậy nó vẫn có thể chuyển êm được. Thì bạn có thể là vẽ thêm cái màu xanh nước biển này, vẽ đè lên phần cái màu nâu một chút nữa, nữa kéo, tức là vẽ cái màu xanh nước biển kéo đè xuống cái phần màu nâu một chút nữa, vẽ đến phần dưới của màu nâu này. Tóm lại là quét nhẹ nhẹ, kéo nhẹ nhẹ màu xanh đến 2/3 của ô hình chữ nhật này, đúng không ạ? Chia ô hình chữ nhật ra làm khoảng 3 phần, kéo màu xanh nhạt dần xuống 2/3 của ô hình chữ nhật này. Nhi Nhi đúng không ạ? Nhi Nhi vẽ cũng cũng gần ổn rồi. Thì có thể là do cái màu này của mình ta nó hơi chưa được nhuyễn lắm đúng không ạ? Hoặc là do cái giấy của mình nó chưa phải là giấy chuẩn nên là vẽ nó chưa được êm. Tuy nhiên về cái kỹ năng của bạn mà chưa vẽ trên giấy này là như vậy là cũng khá là là ổn và đáng tuyên dương rồi. Bạn có thể chụp lại cho thầy giáo xem loại giấy của bạn nó là giấy gì đúng không? Vậy các bạn khác sửa bài đi nhé. Hà Vũ Giang Ngân Giang, bạn vẽ lại giúp thầy giáo cái phần màu vàng ở giữa này. Vẽ lại giúp thầy giáo cái phần màu vàng ở giữa này nó nhiều hơn nữa để không có bị trôi cái màu ở đoạn giữa này ra nhé. Nói chung là cũng khá là ổn rồi nhưng có vẻ là do bị hơi bị cầy màu đấy ạ. Anh Sơn,
bạn đang sử dụng giấy Canson. Nhưng mà định lượng của nó có 160 gram. Định lượng của nó có 160 gsm thôi thì nó sẽ chưa đủ để chúng ta vẽ tranh màu nước, mà nó chỉ đủ để chúng ta gọi là ký họa màu nước thôi, tức là vẽ một hai nét bằng màu nước thôi. Thì cái sổ này đúng không ạ, bạn Nhi có thể để dành để cho cái lớp ký họa chúng ta học, chúng ta vẽ trên cái cuốn sổ này được. Đây nó cũng có tag là acrylic này, rồi watercolor pen and pencil. Nhưng tuy nhiên thì chính vì nó lông côm nhiều loại chất liệu như vậy nên là sẽ không chuyên dành cho cái nào cả. Thì mình kiếm giấy này. Rồi, hy vọng là bạn có thể chuyển sang được cái loại giấy mà định lượng nó là 250 trở lên được thì là tốt. Định lượng nó ở phần này nhé. Nó là phần chỗ góc này nhé. Đây là số này, số 160 nhé. Rồi ok, chắc là các bạn cũng đã sửa xong rồi. Thầy giáo sẽ không xem lại cái này nữa để chúng ta chuyển sang cái khác nhé. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào học vẽ nét này. Thì như các bạn biết đấy là vẽ màu nước và chúng ta sử dụng rất là nhiều nước chúng ta vẽ lên. Nhưng tuy nhiên thì vẽ bằng nét có nhiều nước làm chuyện rồi, nhưng mà cái nền của nó thì sao? Cái nền của nó thì có rất nhiều loại, nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như là vẽ trên nền ướt, trên nền khô, vẽ trên nền hơi ẩm. Vì như các bạn thấy là ví dụ ở cái mục ban đầu này, cái ô ban đầu thì chúng ta vẽ ở trên cái nền khô thì mọi nét nó đều rõ ràng, đúng không ạ? Mọi nét nó đều rõ ràng. Tuy nhiên nếu như bây giờ chúng ta chuyển sang vẽ trên ướt, đúng không ạ? Vẽ wet on wet, đúng không ạ? Thì nó sẽ làm sao? Đầu tiên là mình sẽ làm ướt toàn bộ một cái ô này trước này. Mình làm ướt nó hơi nhiều nước một tí. Và sau đấy thì mình vẽ lên một cái nét này. Ví dụ như một cái nét vẽ về cái lá này. Đó. Thì các bạn thấy là ở trên nền ướt, đúng không ạ? Thì cái nét nó không có hình thù cố định rõ ràng. Và chúng ta có thể lợi dụng cái việc là màu nó sẽ loang trên nền này, mà chúng ta có thể thả nhiều màu lên trên đây, đúng không? Để cho cái màu này nó tự loang vào cùng với nhau. Thì cái này chúng ta có thể áp dụng để vẽ những cái nền, đúng không ạ? Nó được êm, nó được mượt, rồi nó được loang hòa quyện cái màu vào cùng với nhau. Chúng ta thử đi, chúng ta cùng thực hiện đi. Cái này nó rất là đơn giản thôi. Như vậy mà chúng ta sẽ thực hiện nó trong vòng 2 phút thôi. Chúng ta vẽ bất cứ cái màu nào chúng ta thích và bất cứ hình gì chúng ta muốn trên cái ô này. Thì nó rất là đơn giản, chính vì vậy là thầy giáo sẽ không xem lại bài, xem lại ô bài của các bạn nữa.
Được rồi đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái năng khác. Đấy là sau khi chúng ta đã thử vẽ ở trên ướt rồi đúng không ạ? Đã ướt trên ướt rồi, chúng ta sẽ vẽ ướt ở trên nền khô. Thì theo thói quen đó, theo thói quen thì các bạn thường hay vẽ chỉ vẽ một màu ở trên ô đúng không ạ? Chỉ vẽ một màu trên nét vẽ của mình. Tuy nhiên thì chúng ta có thể vẽ nhiều màu trên cái nét đấy hơn là chúng ta nghĩ. Ví dụ như thầy giáo sẽ vẽ một cái lá, vẽ một cái lá đúng không ạ? Màu vẽ của thầy giáo là màu như này, phải pha loãng vừa phải ra. Vẽ một cái lá rất là nhạt. Tuy nhiên thầy giáo muốn thêm một cái màu khác lên trên đây để cho cái màu sắc của cái lá này nó được phong phú hơn. Thầy giáo sẽ pha tiếp thêm một cái màu khác, ví dụ màu tím này, cũng hơi loãng loãng này, và vẽ cùng vào luôn nửa còn lại của cái lá này. Đúng ạ. Thế thì thầy giáo đang có được cái lá với hai nửa là hai màu khác nhau, và hai màu này nó đang từ từ hòa quyện vào cùng với nhau. Và ở trên một cái nền khô đúng không ạ? Thì thầy giáo nói rằng đây là chúng ta đang thực hiện cái cách vẽ là vẽ ướt trên khô. Đúng không ạ? Mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem. Là ví dụ như vẽ một nét đúng không ạ? Với một cái màu to từ trước này, một nét nét đỏ, nhưng sau đấy là muốn thêm cái màu khác vào để cho nó phong phú hơn, lấy màu đấy vẽ cùng nó vào, có thể đè nhiều hoặc là đấy cái phần màu cũ lên đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã được hai ba màu trong một cái nét vẽ rồi. Ta thực hiện lại hết cái ô này theo ý thức chúng ta muốn. Ví dụ ở đây là thêm vài ba cái lá cỏ. Các bạn cùng thực hiện nhé. Và dĩ nhiên để cho đạt cái hiệu quả, đạt cái hiệu quả tốt nhất về mặt màu sắc thì chúng ta nên là vẽ cái màu nào sáng lên trước, màu nào đậm thì chúng ta vẽ lên sau, màu nào đậm chúng ta vẽ thêm vào sau, còn màu nào sáng chúng ta vẽ vào trước. Màu sáng ví dụ như là màu vàng, màu cam, màu xanh lá đúng không? Chúng ta nên vẽ vào trước. Hoặc là giữa màu đỏ với màu tím thì chúng ta nên vẽ màu đỏ trước. Ok, các bạn thực hiện đi ạ. Ở tiếp theo đúng không ạ? Tiếp theo thì thầy giáo sẽ sử dụng thêm một ít cồn nữa này.
Như chúng ta đã biết thì hiện tại thì chắc chắn là cái chất liệu cồn là cái mà sẽ khá là phổ biến ở trong từng nhà dân Việt Nam và gần đây. Thì thầy giáo sẽ lấy ít cồn ra. Và chúng ta sẽ học người ta một cái kỹ năng khác, đấy là sử dụng chất liệu để tạo. Sử dụng một cái chất liệu nào đó để tạo cái bút pháp và cái hiệu ứng ở trên bề mặt của tranh vẽ này. Cụ thể ở đây là chúng ta sử dụng một chất có tên khoa học là ethanol, đúng không ạ? Tên gọi dân dã là cồn. Ở đây thì giáo sẽ sử dụng một cái màu nào đó. À, nó loãng và nó loãng vừa phải thôi và nó nhiều nước lên. Trông nó có vẻ hơi đậm một tí đúng không ạ? Và được giáo vẽ nhanh lên trên bề mặt một cái ô này. Vẽ nhanh lên với điều kiện là cái màu này nó thật là nhiều nước, nhiều màu. Và sau đấy thì nhìn sang cái ô cồn mà thầy giáo có ở đây. Chúng ta nhìn lên trên đây. Khi thả cồn xuống cái ô màu này, đúng không? Cồn nó sẽ đẩy màu ra. Cồn nó sẽ đẩy màu ra và tạo nên những cái hiệu ứng đó là bắt mắt. Các bạn có thể vẩy hoặc là vẽ cho nó vài đường lên trên đây. Chúng ta phải nhớ là cái nền chúng ta muốn vẩy cồn lên hoặc là nhỏ cồn lên ấy, thì nó phải là vừa mới được vẽ xong và màu nó phải nhiều nước. Màu nó pha với nhiều nước. Nó chưa kịp ngấm vào trong nền thì mới có thể đẩy được ra. Đúng không ạ? Nếu như bạn nào có cồn chúng ta thực hiện nó trong vòng khoảng 2 phút. Bạn nào trong lớp mình không có cồn không ạ? Thế là em không có thầy ơi. Em có ý kiến là nếu như lần sau học thì nếu mà cần nguyên liệu gì nữa thì thầy có thể là nhắn lên nhóm hộ là các bạn ạ. Ok, bạn đúng rồi. Bạn dạ. Không phải lo, tại vì cái này nó chỉ có một ô nhỏ trong cái kỹ năng của mình thôi và nó cũng không có quá quan trọng. Vâng. Rồi, ok, đấy là một cái phần mà mình thử cho các bạn xem thôi. Còn nếu các bạn có cồn thì chúng ta có thể bỏ qua. Bây giờ nhé, bây giờ để đến phần luyện vẽ trước khi mà chúng ta vẽ vào cái bài này. Thì chúng ta luyện cho thầy giáo trước một vài cái nét vẽ cái lá. Đó. Vẽ cho thầy giáo những cái lá rất là nhỏ đấy. Lá cỏ này. Với nhiều hình thù khác nhau nhé.
Sau đấy thì chúng ta sẽ tạm nghỉ khoảng 5 phút đúng không ạ? Tạm nghỉ khoảng 5 phút để chúng ta chuẩn bị sang phần vẽ tiếp theo. In today's tutorial, we are painting simple peonies, berries, rosebuds, lavender, daisies, and so many more because this is every watercolor flower you'll ever need. Guys, welcome back. My name is Shayda Campbell, and on this channel, I teach watercolor. Chúng ta cùng theo dõi một cái đoạn video của bạn họa sĩ này nhé, thì trong vòng 5 phút.
Cái đoạn này là bạn ấy đang sử dụng cái kỹ năng vẽ ướt trên khô đúng không ạ? Có thể thả thêm màu vào trong cánh hoa khi mà đã có một cái lớp màu từ trước. Quan trọng là khi chúng ta vẽ, chúng ta cố gắng đưa cái nét nó tự tin một chút đúng không ạ? Không có bị run tay. Những cái màu đậm ở trong chúng ta có thể đưa kèm nó vào sau khi mà có một lớp màu nhẹ trước. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bài vẽ của mình. Bây giờ thì như các bạn thấy là thầy giáo đã xoay cái tờ giấy của mình để cái phần nửa còn lại đúng không? Nó thành cái phổ dọc. Các bạn đợi một chút nhé. Điện thoại nó đang hơi sập nguồn. Chúng ta sẽ cùng phân tích một chút qua cái tranh vẽ của mình. Tức là cái tranh vẽ của mình ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái nét phát thảo này để chúng ta biết được là cái bố cục của nó về căn bản là nó sẽ chia ra thành một cái hình chữ nhật như thế này. Sau khi mà đã có được cái hình chữ nhật này rồi thì chúng ta có thể chia ra tiếp cái hình phía bên trong. Cái hình phía bên trong nó sẽ được cấu tạo bởi những cái hình nhỏ như thế này. Và ở đây chúng ta có 5 bông hoa to. Bên cạnh những cái bông hoa to này thì chúng ta có thêm những cái hình nhỏ khác, ví dụ như cái lá này. Là hình quả chám đúng không ạ? Và nhiệm vụ của chúng ta khi chúng ta bắt đầu vẽ là chúng ta sẽ phải xác định cho thầy giáo cái bố cục này ra. Đã, chúng ta sẽ phải vẽ hình chữ nhật này trước này. Sau đấy vẽ tiếp những cái hình nhỏ phía bên trong. Chia ra thành cái bố cục như thế này.
Các bạn có thể giúp thầy giáo phát chỉ trước cái bố cục này được không ạ? Giúp thầy giáo phát trước cái bố cục chỉ này. Ok, cái màn hình điện thoại của thầy giáo đã trở lại rồi. Các bạn đã phát được cái bố cục tranh của mình ra chưa? Nếu như bạn nào chưa phát được thì hãy cùng thầy giáo vẽ trong lúc này. Đúng không? Tức là thầy giáo sẽ có một hình chữ nhật ở giữa này. Và sau đấy thì sẽ vẽ ra vị trí của năm cái bông hoa to. Được chưa? Sau khi đã có vị trí của năm cái bông hoa to này rồi thì mình bắt đầu là đi vào vẽ nó chi tiết hơn. Ví dụ như cái bông hoa ở trên này, các bạn sẽ có cái tâm ở đây và nó sẽ có các cái cánh hoa vươn lên từ tâm bông hoa này. Phần bên dưới này sẽ là cái phần cuống của bông hoa. Bên cạnh nó thì có thêm một cái nụ hoa nữa. Thêm cái lá phía xung quanh này. Và chúng ta làm tương tự với cả cái bông hoa bên cạnh, chúng ta bông hoa bên này. Đấy thì cái hướng nó là hướng chéo ra góc phía bên tay trái, đúng không ạ? Chuyển sang cái đèn vàng. Đèn vàng nó dễ nhìn. Cái tâm bông hoa nó lại ở đây. Và những cánh hoa nó sẽ vẫn mọc ra phía xung quanh này. Cái hình của cánh hoa là nhỏ ở phần gần cuống và to ở phía bên ngoài. Ta phát nhanh và phát nhẹ nó ra thôi nhé, không cần phải sửa đâu. Vì nó rất là dễ, đơn giản và nó sẽ
không phải là những nét chính xác mà lát nữa chúng ta sẽ vẽ nó lên, vì những cái này nó mang tính chất tương đối thôi. Thêm một cái lá nữa ở đây. Rồi tiếp đến bông hoa về bên dưới này. Cũng vẽ cái phần tâm bông hoa ra và vẽ cánh hoa hướng ra phía bên ngoài. Tiếp tục giống như bông ở bên dưới. Sau khi đã xong cái bông hoa chính rồi thì chúng ta có thể bắt đầu đi vào vẽ cái cuống hoa được, cái cành hoa được rồi. Rồi xung quanh có thể có thêm một hai cái cánh hoa mà nó rơi xuống ấy, nó có thể vẽ thêm vào. Được chưa? Và sau khi đã phát xong, chúng ta bắt đầu tẩy nhẹ nhẹ những cái nét nó thừa đi. Chúng ta có tẩy rồi đúng không ạ? Chúng tẩy những nét thừa đi và xoa dần những cái nét nó đậm đi. Và sau khi các bạn đã vẽ xong, phát chỉ xong, các bạn vui lòng mà chụp lại bài của mình và gửi lại vào trong nhóm chat giúp thầy giáo nhé. Các bạn thực hiện cái phần này nhanh chóng lên ạ. Bạn nào đã vẽ xong rồi thì chúng ta gửi lại vào trong nhóm chat giúp thầy giáo luôn. Đây thầy giáo sẽ xóa lại, xóa đi những cái nét định hình ở phía bên tranh mẫu này.
Bạn Yến Hoàng vẽ xong chưa? Nhi Nguyễn, Phương Anh, Nguyễn Huyền, Ngân Giang vẽ xong chưa? Đây, ở đây bài của bạn Yến Hoàng vẽ nó hơi bị nét những cái cánh hoa nó hơi thiếu nhé. Tức là ví dụ như mình đếm ở đây là cái cánh hoa trên bông hoa có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cánh này. Thì ở đây mình mới vẽ được có 5 cánh thôi. Chính vì vậy là trông cái bông hoa nó hơi bị thiếu cánh. Đúng không ạ? Và thứ hai là hoa của mình vẽ hơi bé. Tuy nhiên cái đấy thì thôi cái cục của mình có thể thay đổi được. Và bạn Yến Hoàng vui lòng là vẽ thêm cái lá bên dưới này, nó dài hơn và nó to ở phần giữa ra, to phần giữa ra hình như quả chám ấy. Yến Hoàng sửa nhé. Thì đến Phương Anh, Phương Anh vẽ bố cục trông khá là ổn rồi và nét vẽ cũng tương đối rồi. Thì bạn Phương Anh xem lại cho mình một chút cái phần những cái lá ở phần giữa nhé, phần giữa tranh nhé, và thêm một vài cái nụ ở phía bên trên này, nụ phía bên trên này bạn cho nó to hơn một chút nữa. Cái nụ phía bên trên cho to hơn, thêm cái nụ và cái lá cho những cái bông hoa ở trên. Bạn Nhi, bạn Nhi chú ý là vẽ cái cánh hoa này nó trong một cái hình, nó trong cái hình giống như là hình tròn, hình oval đấy. Nhi nhìn lên trên, Nhi nhìn lên trên này này, đấy, trên hình mẫu của mình phát cái hình này ban đầu gần giống như hình oval này. Và gần như là những cái cánh hoa của mình nó nằm trong cái hình đấy thôi. Nhi hiểu chưa? Và những cái cánh hoa này nó vươn từ giữa ra. Nó vươn từ phần tâm của bông hoa ra. Và bông nào cũng làm như vậy. Các bạn nhớ nhé. Các bạn sửa ngay những cái hình như vậy đi. Còn Thanh Huyền, Thanh Huyền có gửi bài ở đây rồi. Thì Thanh Huyền chú ý là cái phần nhị của bạn ấy, nó đang hơi bị cao quá so với cả cái bông hoa này. Phần nhị tức là phần tròn tròn này của bạn này, bạn phải vẽ dịch xuống phía bên dưới này. Đúng không? Thì xuống phía bên dưới này nữa. Đúng không? Và cái phần cuống hoa nó phải bao trọn lấy phần nhị này, bao trọn ra phía bên ngoài, nhị bên bên này cho thấp xuống này. Sau đấy thì vẽ thêm những cái nụ nữa ra nhé, vẽ thêm những cái nụ màu xanh đậm nữa ra ở phía bên này, và một phần là mỗi bông hoa có thêm một hai cái nụ nữa. Đó. Thì mình vẽ thêm vào. Đúng rồi, nét hơi cứng nhưng mà không sao, mình sửa dần dần đi. Ngoài ra thì bạn Thanh Huyền cho giúp mình cái lá phía bên dưới chân này nó thấp xuống một chút nữa và cho nó dài ra để cho hình nó thon hơn.
Phương Anh đúng không ạ? Phương Anh lúc nãy mình có nhận xét rồi, đấy là cái nét vẽ của mình trông cũng khá là mềm mại rồi, tuy nhiên thì chú ý lại là cái phần nhị này, tức là cái phần chấm tròn này của bạn ấy, là phải được đặt ở giữa cánh hoa này, tức là thẳng cái đường cuống hoa đâm lên, đúng không ạ? Thì đấy mới là phần nhị. Cái nhị nó không có mọc lẹ được, cánh hoa có thể mọc xiên mọc sẹo được, đúng không? Nhưng mà phần nhị chắc chắn nó sẽ phải đâm lên từ giữa. Những cái bông khác cũng như vậy nhé. Và bạn cho thêm cái nụ, đúng không ạ? Cho thêm cái nụ to ra hơn. Tôi nghe rõ chưa? Tôi anh nghe thấy rồi đúng không ạ? Các bạn sửa bài đi nhé. Và chúng ta chắc hôm nay sẽ học overtime thêm khoảng 50 phút. Đơn giản đúng không ạ? Đơn giản người ta. Đơn giản vẽ nét cũng khá là chắc chắn đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì bạn đơn giản hơi nhầm. Hơi nhầm cái phần bên dưới này của bông hoa này. Phần này nó không phải là cánh đâu, nó là phần cái bầu cái phần cuống của bông hoa ấy, nó là phần cuống của bông hoa và nó hình giống như là cái giống kiểu oval nối với cả cái cành hoa này, thấy không ạ? Thì cái phần đấy là bạn sẽ phải vẽ nó thon dài xuống phía bên dưới và vẽ những cái lá nó to hơn nữa, ngân giang nhé. Đây, ngân giang thì mình sẽ sửa lại ảnh này. Ngoài về những cái như là hình ra thì các bạn chú ý về tỷ lệ nhé. Tỷ lệ tức là cái độ to nhỏ của hình nhé. Ví dụ như trong một loại hoa đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ giữa cái cánh hoa với cả cái lá nó sẽ có những cái tỷ lệ nhất định, đúng không ạ? Chứ không phải là mình vẽ hoa to lên xong rồi cánh vẫn bé tẹo như vậy được. Okay, Nhi đã sửa hình xong rồi. Nhi vẽ thêm cái cuống cho cái lá của mình nhé. Vẽ thêm phần cuống lá cho cái lá của mình. Và sau đấy thì tẩy nhẹ những cái nét chì thừa và nét chì đậm đi. Tẩy nét chì thừa và tẩy nhẹ những nét chì đậm đi. Tất cả các bạn nhé. Bạn sửa hình đi và chỉnh lại hình đi cho nó đẹp, và chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ màu lên trong vòng 3 phút nữa, sau 3 phút nữa. Để vẽ được cái bông hoa này thì các bạn lấy giúp mình cái màu
cụ thể ra. Đó là màu xanh là cây này, màu xanh nước biển này, đúng không? Một chút màu đen này, cái màu đen này, màu vàng này, đúng không? Màu vàng, màu trắng này, một chút màu nâu này. Bây giờ nhá, mình sẽ pha trước một số những cái màu cơ bản và thử ra để cho các bạn xem nhé. Ví dụ như là cái màu quan trọng nhất đó là cái màu cánh hoa, đúng không ạ? Thì màu cánh hoa mình sẽ pha một cái tông màu ra để chúng ta dùng cái màu xanh nước biển này, thêm một chút màu xanh nha, lá cây vào cái màu này, thêm một chút thôi, và thêm một chút nữa màu đen vào trong cái màu này. Nhớ là cái màu xanh nước biển là màu chủ đạo nhé. Mình thử ra bên ngoài. Đó, và khi đã cảm giác là màu đã ok rồi này, thì đây mình thử vào bên trong cho các bạn xem này. Được chưa? Đó, thì cái màu các bạn nhìn thấy trên đây thì là cái màu xanh của cánh hoa mà nó ra được cái tông giống như trong hình. Vậy là chúng ta đã biết cái cách để pha cái màu đầu tiên, màu xanh biển. Cộng nào. Ít. Anh cây. Cộng đen. Anh cây và người đen một ít thôi nhé. Tiếp theo cái màu mà nó cần pha thứ hai, đấy là cái màu lá cây. Màu lá cây thì mình sẽ sử dụng cái màu xanh lá cây là chính. Lá cây là chính và pha cùng với cả một chút màu nâu ra. Đó, và có thể thêm một ít màu đen nữa. Đó.
Ở phần này thì chúng ta sẽ phải lấy nhiều hơn một chút cái màu vàng đất hoặc màu nâu. Và đưa vào. Ok. Đã có cái tông màu này. Tông màu này thì nó được pha ra bởi hành cây cộng nâu đất cộng ít đen. Đó, thì nó có những cái màu cơ bản như vậy. Còn những cái màu như thân cây thì nó vẫn là giống như cái tông màu của lá cây thôi. Màu vàng thì ok, chúng ta không phải sử dụng, chúng ta không cần phải pha màu vàng ra nữa, mà chúng ta có thể lấy nguyên cái màu vàng thư nhé. Màu vàng thư là màu vàng kiểu hơi cam như này đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi vào vẽ nhanh này. Vẽ nhanh phần cái cánh hoa trước nha. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng lấy màu ra chưa ạ? Rồi, đưa thầy giáo thử đi một cái bông hoa cho các bạn xem nhé. Okay, đã zoom được rồi. Bây giờ thầy giáo sẽ thử vẽ một cái bông hoa cho các bạn xem này. Thì ví dụ như cái bông hoa ở phía bên ngoài này, nó sẽ có khá là nhiều những cái cánh này. Thầy giáo đặt bút xuống và dây cái màu này theo hình cánh hoa này. Được chưa? Và nếu như thầy giáo muốn vẽ cái cánh hoa nó nhạt hơn ở phía bên cạnh, thầy giáo dùng cái màu, cái tông màu đấy, tông màu xanh đấy, pha nó loãng hơn với cái nước ra, pha loãng hơn với nước ra và vẽ sang bên cạnh. Vẽ đến gần cái hình tròn mà chúng ta vẽ cái phần nhụy thôi, nó không vẽ đè lên. Đúng không? Chúng ta không vẽ đè lên. Nếu như là phần này nữa mà nó đậm quá này, có thể dùng giấy hoặc là dùng bút khô này lấy bớt màu ra.
và tiếp tục với cái cánh bên cạnh. Cái cánh đậm ở phía bên trong này thì thầy giáo sẽ dùng màu nó đặc hơn. Được chưa? Và nếu như mà muốn cho cái phần phía bên trong cái cánh này, phần gần tâm của bông hoa nó đậm hơn, thì giáo sẽ sử dụng thêm một chút cái màu đặc hơn thả vào. Đó. Sau đấy thì làm sao? Sau đấy để nguyên đấy và vẽ sang phần cái bông hoa khác. Ta nhớ sửa lại cái phần nhụy ở bên trong nhé. Nếu như một cái cánh hoa này nó lỡ bị đậm quá này, chúng ta dùng bút thấm bớt màu ra, lấy bớt màu ra, đó thì nó sẽ sáng hơn. Cánh bên dưới này gần như là nhạt nhất này. Và sau đấy lại tiếp tục là nhỏ thêm màu vào để phần giữa này nó đậm hơn. Và tiếp tục vẽ tương tự với những cái bông hoa ở bên dưới này. Cái nét bút nó sẽ hơi ngả ra. Tương tự này, ví dụ cánh nào mà mình muốn đậm thì mình sẽ thả thêm màu vào hoặc là pha màu nó đặc hơn. Cánh nào muốn nhạt thì gần như là mình chỉ lấy tí màu thôi, lấy thêm nước và pha vào cho nó loãng ra.
Được chưa? Và dĩ nhiên là chúng ta cũng vẽ luôn cả màu của những cái nụ nó vào. Những cái nụ nhỏ, cái bông hoa này. Nó sẽ có cái tông màu tương tự như đặc hơn. Và những phần nụ này chẳng hạn thì phía bên dưới, bên dưới cái phần nụ hoa này nó sẽ có phần nối tiếp của nó là phần nâu, phần nâu nối vẽ nối tiếp vào với cách vẽ là wet on wet, wet on dry thôi, thì chúng ta sẽ vẽ nối tiếp được cái phần đuôi của cái phần nụ này. Được chưa? Ngoài ra thì nó sẽ có những cái cánh hoa rơi rơi, có hai cánh hoa rơi rơi nữa, chúng ta cũng vẽ một cái màu như vậy. Ok, và sau đấy thì chúng ta sẽ vẽ nối tiếp cái phần nhụy hoa và cuống hoa vào. Các bạn nếu như bạn nào chưa vẽ theo kịp, chưa vẽ xong đúng không? Các bạn có thể dừng lại một chút xem thầy giáo hướng dẫn cái phần này để cho xem là cách lên màu vẽ nối tiếp vào cùng như nào, sau đấy chúng ta sẽ vẽ theo sau. Ở đây chúng ta sẽ đặt cái màu xanh lá cây nhạt nhạt giống như trong hình vào, vẽ nối tiếp với cả cái hình phía trên này. Để tạo cho dây cho nó một chút để cho nó nhòe vào cùng với nhau. Và thả cái phần màu vàng của nhị ấy vào giữa này. Cái màu mà máy điện thoại nó quay lên nó không được chuẩn lắm, cho nên là nhìn sẽ hơi khác nha.
Và sau đấy thì mình sẽ vẽ cái nâu đen vào phía bên dưới cái phần cuống hoa này. Vẽ lại thêm cái nụ này. Đây, đây là cái lớp lót này. Và chúng ta có thể thực hiện liên tiếp cái lớp như vậy vào những cái bông còn lại. Nào, lại nha. Ví dụ như là thảm có thể thảm màu vàng vào trước đây được. Sau đấy thì vẽ cái màu xanh lá cây và nhạt nhạt vào phía bên trong và cho nó hòa quyện vào cùng với nhau. Họ chuyển vào cùng với cái cánh hoa này. Và sau đấy thì vẽ thêm cái phần nâu đen vào để cho nó đậm với cái phần cuống hoa nó xuống này. Các bạn rõ cái quy trình nhận, các bạn rõ các bước vẽ các phần hoa chưa? Còn một phần nữa đấy là đợi một lát nữa chúng ta sẽ gợi nó thêm vài những cái nét vân của cái cánh hoa nữa là xong. Lúc đấy chúng ta hoàn thiện lại hết những cái lá này, những cái bông hoa giống như là thầy giáo vừa mới hướng dẫn. Đây thì ta sẽ vẽ nhanh cho hoàn thiện được.
Nốt. Trong lúc đợi các bông hoa khô thì thầy giáo bắt đầu đi vẽ cái cành hoa này. Dùng nét thẳng này. Và cố gắng là vẽ nối tiếp và cành hoa này, chỗ nào mà thiếu đậm thì vẽ một chút đen vào luôn này. Ngoài ra ở phía bên trên còn có thêm vài cái kiểu lá nhỏ nhỏ dạng kiểu dâu này. Chưa xong này. Sau khi mà đã vẽ xong được đến bước này rồi, chúng ta dùng bút tỉa nhỏ này, dùng bút nhỏ và tỉa thêm những cái nét nó là dạng vân của những cánh hoa vào ở đây này, vẽ những nét sổ sọc hơi cong một chút này từ phía bên tâm của cánh hoa ra. Bạn nào mà chưa luyện được nét nó nhọn đầu như này thì các bạn có thể luyện ra phía bên ngoài trước rồi mới vẽ vào bên trong sau. Còn bạn nào mà chưa khô đúng không ạ? Bạn nào mà cánh hoa chưa khô nó vẽ lên nó sẽ hơi nhòe. Các bạn sẽ cần phải sử dụng máy sấy, các bạn sấy trước.
Rồi chắc là mình sẽ sử dụng máy sấy, mình sấy qua trước một chút xong đấy thì mới xong được. Khi xảy xong chúng ta tiếp tục vẽ lên nét hoàn thiện. Okay, xong một chút rồi này. Bây giờ chúng ta đi lại nét. Sau khi chúng ta đã xong được bước này rồi, chúng ta đi lại nét cái đậm của những cái bông vật cuống hoa này. Cả những phần gân của lá này chúng ta cũng đi lại này. Các bạn nào có màu trắng thì các bạn có thể chấm một chút màu trắng lên cái phần nhị sáng này.
như sau này. Mình sẽ vẽ thêm một chút cái phần màu đậm của bên trong của cánh hoa. Ok. Tới thì mình sẽ chấm thêm vài cái chấm trắng ở phía bên trên này. Bên trên nhị hoa. Được chưa? Còn về những cái phần màu vẩy li ti lên trên bề mặt, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng những cái màu mà chúng ta đã vẽ ở trên cánh hoa, chúng ta pha loãng ra. Chúng ta sử dụng một tay đặt ở dưới như này, một ngón tay đặt ở dưới như này. Để chúng ta búng nó xuống. Đó, đúng vừa phải thôi. Thì sau đấy là mình đã hoàn thành xong cái bài vẽ thiệp, vẽ khúc mắc đơn giản này rồi. Nó cũng không đơn giản lắm, nhưng mà chúng ta có thể vẽ được trong buổi một này. Chỉ hơi mất thời gian một tí thôi, do là chúng ta đã mất nhiều thời gian, mất hơn một nửa thời gian để chúng ta học kỹ năng ban đầu rồi. Thì bây giờ các bạn thực hiện theo và các bạn gửi tin nhắn mai của mình, gửi lại bài vào trong group để cho thầy giáo xem được không? Sau khi đã hoàn thiện xong, chúng ta có thể bóc băng dính ra. Trong quá trình giảng bài, các bạn nào không hiểu thì các bạn cứ nhắn tin hỏi trong nhóm chat nhé. Bây giờ thời lượng của buổi học đã hết, đã là lâu rồi. Vì vậy mà mình sẽ
kết thúc bài học ở đây. Mời các bạn thực hiện bài và gửi lại bài vào trong nhóm. Xin chào. Dạ, chào thầy. Chào thầy ạ. Chào tất cả các bạn. Thank you.